Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 ạ, hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 5 tháng 12 năm 2023. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có về mới những cái dòng hàng rất là đẹp. Những cái cây lan đang nụ giá cực kỳ là rẻ luôn để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm, thưởng thức những bông hoa Tết tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Do em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hoàng thảo hoàng lạp. Cô chú anh chị có thể thấy cây đã bắt đầu là tích và sưng những cái mắt nụ rất là lớn như thế này rồi cô chú anh chị này. Đó, hàng cực kỳ là đẹp luôn và cắt tỉa sạch sẽ. Đang hứa hẹn cho những cái chùm hoa vàng rực rỡ ở mùa xuân đây cô chú anh chị. Em đang bán với giá chỉ có 120.000 thôi ạ, cô chú anh chị. Giá bây giờ chuẩn bị sang xuân rồi nên là giá các loại lan đang lên rồi. Tuy nhiên thì em vẫn cứ giữ giá và thậm chí còn bán rẻ hơn cả những cái lúc trước đây. Đó, hoàng lạp trước đây thì giá thường 130. Hiện tại em đang để giá 120.000 mà hàng đẹp cô chú anh chị nhé. Ngọc thạch ba màu Bắc ạ, thân nào thân đấy căng mướt mượt mượt luôn cô chú anh chị này. Cái dòng ngọc thạch này thì hoa sẽ chuẩn ba màu sắc nhé. Dòng ngọc thạch ba màu Bắc sẽ chuẩn ba màu sắc cũng như là mỗi mà cực sai bông luôn ạ. Và hàng hiện tại em đang để với giá là 130.000 cho 1 kg. Tiếp sang bên này đây cô chú anh chị có thể cùng ngắm cho em một cái lô kiều vàng, thân cứng cáp, hàng rừng và cắt tỉa kỹ, xanh tươi và đẹp như thế này ạ. Chắc chắn là mỗi một thân sẽ là một cái mỗi một cây sẽ là một cái thân hoa tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể được thưởng thức những chùm hoa vàng rực rỡ như những chiếc đèn lồng ở mùa xuân tới. Và giá ở đây chỉ đang có bán, em đang bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg cái dòng kiều vàng này thôi. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm nhìn cái lô hàng rất là đẹp như thế này cô chú anh chị này. Đó, có 170.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Một cái dòng lan mà em nghĩ rằng là cũng có những bông hoa rất là độc đáo và xinh đẹp, đó là với những bông hoa môi tua và một màu sắc hoa vàng rộng cánh sáp bóng đẹp. Em đang để giá là 100.000 trong 1 kg nhé, chú ý chị nhé. Và tiếp sang bên này thì em đang có cái dòng lan kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm đẹp. Với độ bền thì cái dòng lan này độ bền trên 2 tháng, hoa như những bông hoa nhựa và cực kỳ là bền hoa và rất là thơm, có lẽ vì vậy mà người ta có đặt tên cho nó là kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm đấy ạ. Hàng thì hiện tại là đang có những cây cũng đang chuẩn bị là có nụ rồi. Cái hàng này thậm chí có thể nở hoa thời điểm Tết nhé cô chú anh chị nhé. Cái dòng kim điệp thơm này này, hoa siêu bền. Đó, những bông hoa dày cộp luôn ạ. Và giá hôm nay thì cũng chỉ có giá là 150.000 cho 1 kg cái dòng lan kim điệp nhựa này thôi ạ. Một cái dòng lan em nghĩ rằng là đáng sưu tầm bởi vì nó vừa thơm mà lại có độ bền cũng như là những bông hoa rất là xinh đẹp. Còn sang bên này đây thì em có cái dòng lan phượng vĩ này cô chú anh chị này. Những cây lan phượng vĩ vô cùng dễ thuần dễ chăm, cắt tỉa với độ ngắn vừa phải để cô chú anh chị có thể dễ dàng ghép. Cái dòng lan này thì với cái nó sẽ nở hoa vào mùa hè. Với những cần hoa vươn cao, sắc hoa đỏ rực rỡ, vươn cái cần hoa của nó có thể cao dài hơn 1 mét và phân chi chít nhánh với sắc hoa đỏ rực rỡ như là chào đón một mùa hè rực lửa cô chú anh chị. Cái hàng này thì em đang bán với giá chỉ có 90.000 cho 1 kg, 80.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị có thể lấy về ghép ở cây ở xung quanh nhà hoặc là ghép lên giò đều rất là hợp lý ạ. Đến mùa hoa chắc chắn cho cô chú anh chị một mùa sắc hoa đỏ rực rỡ khắp trời luôn cô chú anh chị. Và sang bên này đây thì em có cái lô hoàng thảo trúc mành này. Cái dòng trúc mành này thì không phải lúc nào cũng có mà không phải lúc nào em cũng bán. Bởi vì là khi mà em bán hàng thì thứ nhất là em muốn những cái cây lan của em gửi đến cho cô chú anh chị là cái thời điểm mà cây có thể có cơ hội sống được nhé cô chú anh chị nhé. Cái thời điểm bây giờ là cây đang
rừng phát triển rồi, đang chờ đợi cho một mùa hoa mới cũng như là một mùa mầm mới, nên là cái thời điểm bây giờ cô chú anh chị trồng và sưu tầm là cái thời điểm mà có thể có cơ hội thuần cao nhất, và ít nhất là cô chú anh chị cũng được thưởng thức một mùa hoa đẹp nhất đó. Nên là những không phải là lúc nào em cũng bán đâu ạ. Phải vào mùa để cô chú anh chị có thể được ngắm hoa trọn vẹn, cũng như là cái cơ hội mà mình có thể trồng được sống thuần cao nhất thì em mới bán. Bởi vì nếu mà em mà cứ bán lung tung là về cô chú anh chị trồng vừa lãng phí tiền này, lại còn vừa vừa không được ngắm hoa, thì thực sự em thấy đó cũng là một cái điều rất là xót tiền đúng không ạ? Đấy, nên là không phải lúc nào em cũng bán những cái hàng này đâu ạ. Vào cái mùa như vậy thì em mới bán thôi cô chú anh chị nhé. Và hàng hôm nay thì rất là đẹp, rất là đẹp, với những cái thân thắt đốt căng phình, và cái dòng lan này này, hoa hoa phải nói là đẹp xuất sắc, với ba màu sắc rất là sắc nét. Hoàng thảo trúc mành này em đang bán với giá là 170.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi cô chú anh chị ạ. Với 0,3 thì chắc chắn là cô chú anh chị mình có một cái giò lan rất là xinh đẹp rồi. Tức là chỉ hơn có 50.000 thôi cô chú anh chị nhé, là cô chú anh chị mình có một cái giò lan xinh đẹp rồi. Đó, cô chú anh chị có thể xem này, với 0,3 cô chú anh chị có thể được một lượng khá là nhiều luôn đấy ạ. Khá là nhiều luôn, thoải mái cô chú anh chị mình ghép luôn rồi. Đấy, với lượng 0,3 chắc là được tầm như vậy nhé cô chú anh chị nhé. Đó, là chỉ rơi vào hơn 50.000 thôi. Và tiếp sang bên này đây thì đây em đang có cái dòng lan hoàng thảo u lồi, hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái hàng này thì 100% là thân tơ và hàng cây ngắn này cô chú anh chị này. Cây ngắn và hiện tại thì cũng đang có những cây nó nhú nụ như vậy này. Hàng này thì cô chú anh chị lấy về vừa được thưởng thức hoa nhé, mà lại được rất là dôi về cây giống mầm gốc đang lên xanh mướt như vậy đấy ạ. Đó, toàn bộ đều thân tơ rất là đẹp. Cái hàng này thì ngắn thôi cô chú anh chị nhé, khoảng tầm 35 cho đến 20 cm đổ lên thôi. Đó, nên là được nhiều cây giống và thân nào thân đấy rất là đẹp như vậy. Hàng này em đang để giá là 240.000 cho 1 kg. Em sẽ bán ngay từ 0,3 kg rồi. Những cái bông hoàng thảo u lồi to bự và nở hoa thời điểm Tết, một trong những mặt bông coi là đẹp nhất trong tất cả những cái dòng hoa lan đấy ạ. Sang bên này đây cũng là cái dòng lan hoàng thảo u lồi. Cái hàng này thì có cả thân già lẫn thân tơ. Thì cái hàng hàng này hiện tại cũng mầm gốc cũng đang bắt đầu lên. Cái hàng này thì em đang để giá xả nhé cô chú anh chị nhé. Giá xả là 170.000 trong 1 kg ạ. Hoàng thảo u lồi này em đang để giá là 170.000 trong 1 kg. Nói chung cái hàng này thì có kèm theo cả thân già nên cây giống nó cũng sẽ rất là khỏe cây. Đó, cũng sẽ rất là khỏe cây nhé cô chú anh chị nhé. Còn tiếp sang bên này đây thì em có cái lô hỏa hoàng cam. Bao giá rẻ nhất cả thị trường cho cô chú anh chị mình ạ. À, giá bình thường trên thị trường người ta bán không dưới 300 nghìn đâu cô chú anh chị nhé. Với những cái bông hoa sắc hoa cam lửa và vươn cao, sai bông trên một cái cần hoa rất là xinh đẹp. Giá ở đây đang bán là 280 nghìn trong 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,2 kg, tức là hơn 50 nghìn thôi. Là chắc chắn một điều cô chú anh chị có thể ghép được một trụ hỏa hoàng cam, hay là một cái chậu, một hai chậu hỏa hoàng cam rất là đẹp rồi, có hơn 50.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Còn sang bên này đây thì hiện tại em đang có 3 cái lô giáng hương tam bảo sắc này. Mỗi một lô như vậy cũng đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp. Cái lô này em đang gọi là lô số 1 đây cô chú anh chị. Lô số 1 có bốn cái ngọn khá là lớn như vậy đấy ạ. Em đang để với giá là 60.000 nhé. Lô số 2 này, lô số 2 có 2 này, 3, 4, 5, 6 đầu ngọn. Em đang để giá là 50.000 ạ. Và lô số 3 cũng sẽ là 50.000, 50.000 luôn cô chú anh chị này. Đấy, một cái dòng hàng quốc dân mà có lẽ bất cứ một ai chơi lan cũng không thể thiếu đúng không ạ. Hoa cực thơm và dễ thuần, cũng là dòng lan dễ thuần dễ chăm. Còn sang bên này đây thì em đang có duy nhất thôi ạ, hết luôn rồi cô chú anh chị nhé. Đó là cái dòng lan hải mốc hồng. Mỗi một lô như thế này khoảng gần 5 trên 50 cây, cho đến 6, 70 cây đấy ạ. Và giá ở đây chỉ có 45.000 cho một lô thôi, cho một cái lô hải mốc hồng. Và hiện tại thì đang có một số cây là có mèo rồi, dòng hoa nở vào thời điểm Tết ạ. Và bên này đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cái bông hoa hải mốc hồng cực kỳ là xinh đẹp ạ. Bên Trung Quốc hiện tại đang tuồn sang Việt Nam mình rất là nhiều, và với giá thì một chậu vài cây thôi cũng đến giá 100.000. Trong khi đó thì bên Việt Nam mình thì giá ghép mỏi tay 45.000. Thì tại sao, lý do gì mà mình không ghép, không tự chơi ạ? Những bông hài mốc hồng, cây bé nhỏ mà hoa to như cái chén mắt trâu, cực kỳ là xinh đẹp như vậy nhá. Bên này đây thì em đang có những cái cây hoàng nhạn rừng này. Cái lô này em gọi là lô số 1 ạ, hàng nhạn bóc rừng nhá. Ba cây hoàng nhạn rừng to bự như vậy ạ, em đang để giá 100.000. Lô số 2 đang có 6, 2, 4, 6, 7, 6 cây, 7 cây hoàng nhạn này. Có 2 cây lớn và thêm 2 cây nhỏ nữa. Cái lô này em đang để giá là 50.000 ạ.
Sang bên này đây thì em đang có cái dòng lan kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Một cái thời điểm mà cô chú anh chị mua giá hợp lý nhất cũng như là chơi hoa trọn vẹn nhất nhé cô chú anh chị nhé. Hàng cắt tỉa kỹ như vậy em đang để giá là 320.000 cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em. Đó, cẩn thận chọn hàng theo hình hoặc cô chú anh chị cứ mua hàng cân đi ạ. Đấy, hàng đẹp như vậy cô chú anh chị nhé. Ở đây thì đa em đang có hàng chia theo hình này. Hình này em gọi là cái hình số 7 ấy đi ạ. Hình số 7, 1 kg như vậy này. 170.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chỗ này cô chú anh chị về ghép chắc phải được tầm 2 giò kiều tím nhé cô chú anh chị. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6 này, đi ngược một chút xíu, chỗ này nguyên một dề luôn. Đó, xanh mướt như thế này với giá chỉ 150.000 thôi. Và hình số 5 ạ. Hình số 5 đây ạ. Cái lô kiều tím hình số 5 này, một cái phần như vậy này. Cái lô này cô chú anh chị mà ghé lên chậu thì quá tuyệt vời đúng không ạ? 180.000. Và hình số 4 đây ạ. 150.000 cho lô này này. Và hình số 3, chỗ này có hai dề đẹp mê luôn như vậy là 160.000. Và hình số 2, chỗ này cũng là nguyên một dề. Cái hàng này không khác gì hàng thuần luôn, nguyên một dề. Hàng này dề này em bán luôn với giá 150.000. Và hình số 1 đây, dề thân to bự chảng luôn, mập nú, bản lá to như cái bàn tay luôn cô chú anh chị. Cái dề này em xin phép được bán với giá 150.000 luôn đấy ạ. Dòng đai châu rừng bắc trụ này cô chú anh chị, giá thì siêu rẻ luôn, cây đang nụ nhá. Đây ạ. Thay vì cô chú anh chị mua một cái chậu lan thuần, một chậu có một cây thôi, giá có thể lên đến trăm hơn 200.000. Cô chú anh chị hãy mua giúp em ở đây. 1 kg đai châu, cây to và đẹp như thế này đang chỉ có giá 200.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ bán 1 kg nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 3 cây cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị lấy giúp em 2 kg là cô chú anh chị mình có trụ đai châu hay là nghinh xuân ngọc điểm để thưởng thức hoa Tết đẹp tuyệt vời rồi. Đó, những cái cây đai châu này. Hoặc cô chú anh chị mình cũng có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em này. Đó, ở đây em đang có hình hàng chia theo hình. Hình này em gọi là cái hình số 8 này. 150.000 cho cái hình này có hẳn 3 cây to đùng cách mạng như thế này cô chú anh chị. Và hình này gọi là cái hình số 9 này. Một cây cũng rất là to bự, với giá chỉ có 120.000 thôi. Và cái hình tiếp theo sẽ là cái hình số 10. Hình này cây cũng rất là to, 100.000. Và hình số 11 đây ạ, 130.000 siêu đẹp. Và hình số 12, cây này em đang để giá là 120.000 ạ. Còn nếu cô chú anh chị mình mà muốn lấy những cái cây đai châu mà đủ màu sắc luôn ý ạ, đẹp tuyệt vời nhá cô chú anh chị, hãy lấy giúp em hàng đai châu Thái này, chậu to bự luôn như vậy đi ạ. Đủ màu sắc với những cái màu sắc rất là đẹp mà nhà vườn đã gửi hình ảnh cái màu hoa cho em. Dòng đai châu Thái thì hoa rất là thơm và cũng cực kỳ là bền hoa. Những cái chậu này cô chú anh chị về chỉ việc treo lên và chờ hoa, ngắm lá và chờ hoa thôi ạ. Đề sắc màu của những cái cây đai châu Thái này cô chú anh chị này, mặt bông nào cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ. Một chậu cây đôi như vậy đấy ạ. Chậu cây đôi 2 cây, cái tán lá phải dài tầm, mỗi một cây già tán lá của nó phải dài tầm 25 cho đến 30 cm rồi đấy ạ. Cây rất là to và rất là đẹp luôn đấy. Thì cả một chậu như vậy em bán chỉ có 180.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Một chậu là một cặp cây đôi như vậy cô chú anh chị nhìn ạ. Giá lẻ thậm chí giá lẻ như vậy mà thậm chí rẻ hơn cả giá sỉ đúng không ạ? Em khẳng định luôn là rẻ hơn cả giá sỉ. Lấy đâu ra một cái chậu châu to và đẹp như thế này? 180.000 một chậu, 2 cây đôi. 2 cây như vậy nhá. Thì này em gọi là hình số 20 là 180.000 này. Cô chú anh chị có thể chọn hình luôn. Hình số 21 đẹp chưa ạ? Cây rất là to, 180.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 18 cũng 200.000 và hình số 17 cũng 100.000 này, à 180.000 này. Đấy, tất cả các chậu này đều đồng giá 180.000. Bên này thì em đang có những cây đơn rất nhiều cặp lá ở đây ạ. Hôm nay em để giá xả luôn. Cây này bản lá xếp dày dày xin xít luôn và rất nhiều cặp lá. Em bán để có 160.000 thôi ạ. Và hình số 15 này, 100 cây này rất là đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhá. Lá ngọn đỏ, không biết là màu sắc hoa của nó sẽ ra như nào. Cây này em bán với giá 170.000 luôn này. Và hình số 14 này. Hình số 14 này em để giá là rất nhiều cặp lá, 170.000. Và cái hình số 13, hình số 13 này 150.000 luôn. Cô chú anh chị này hơi dập lá chân ở bên kia một chút xíu nhé cô chú anh chị nhé. Đó. Và hôm nay ạ, em về một cái lô hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Hàng sẽ chuẩn hoa Tết và cực kỳ là xinh luôn đây cô chú anh chị. Lá biên rất là nhiều và mỗi một cây sẽ từ 2 cho đến 3 vòi hoa trở lên. Mà giá của ngày hôm nay thì cực kỳ là yêu thương lắm luôn ạ. Có 45.000 trong cái chậu hồ điệp lá biên lá phát tài này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Với cây hồ điệp như vậy có 2 ngồng hoa,
có ít nhất hai ngồng hoa trở lên. Một cái sự kết hợp hoàn hảo tuyệt vời nhất của dòng lan hồ điệp đây, kết hợp hoàn hảo nhất giữa thân lá và sắc đẹp của bông hoa. Hàng về rất là nhiều cô chú anh chị nhé. Và giá hôm nay chỉ có 45.000 cho một chậu ạ. Riêng chỉ cần một chậu thôi cô chú anh chị này, nếu mà cô chú anh chị trưng trong trên cái bàn làm việc hoặc là trong phòng ngủ hay là trên phòng khách ạ, chỉ cần một chậu thôi, 45.000 với hai cần hoa này thôi cũng đủ xinh đẹp lắm luôn rồi. Với cái độ bền của nó phải tầm hơn 2 tháng, cái dòng hồ điệp thì cô chú anh chị biết rồi ạ. Với nụ hoa như vậy thì chắc chắn là cô chú anh chị có một mùa hoa Tết, những cái giỏ hoa Tết rất là xinh rồi nhá, có 45.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể cùng em ngắm cái mặt bông, sự kết hợp tuyệt vời của dòng mặt bông hồ điệp với cả thân lá như vậy nhé. Cái sắc hoa sẽ tím đỏ như vậy này cô chú anh chị này. Và dòng hồ điệp này thì với một chậu nhỏ xinh thôi, người ta lên giò lên trụ cũng rất là đẹp luôn đấy ạ. Lên giò lên trụ cũng rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Nói chung là nó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa cái thân thân lá và cái bông hoa ấy. 45.000 cho một chậu với hồ điệp ngày hôm nay. Và sang bên này đây là những cái chậu lan thanh đạm Indo ạ. Thân nào thân đấy mập nù ú căng mướt luôn. Đó, chậu rất là nhiều thân đẹp như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Đây. Hàng không còn nhiều đâu ạ, hàng rất là đẹp nhá. Thân nào thân đấy căng mướt luôn như vậy. Hàng thuần sẵn trong chậu như thế này rồi, về cô chú anh chị chỉ việc treo lên và chờ một mùa hoa thơm tuyệt vời ở mùa xuân thôi. Đây, mỗi một giả hành của thanh đạm Indo có thể cho khoảng tầm 1 cho đến 2 chùm hoa, nên là giò thanh đạm Indo khi mà nở hoa bao giờ cũng chỉ cần vài giả hành thôi cũng đã rất là nhiều hoa luôn rồi nhé cô chú anh chị nhé, cái thanh đạm Indo đấy ạ. Và một chậu thanh đạm Indo như vậy em đang để giá có 220.000 cho một giò thôi ạ. 220.000 cho một giò thôi. Đó, giả hành đẹp và hàng đã thuần sẵn trong chậu rồi. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cây hoa sống đời, đủ màu sắc xinh đẹp luôn, độ bền phải tầm trên 1 tháng. Thoải mái về cô chú anh chị trưng trong phòng khách quá yêu luôn, hoặc là trưng trong trên bàn làm việc này cô chú anh chị này. Trồng trong chậu nhựa, thuần trồng sẵn trong chậu nhựa như vậy rồi. Và giá ở đây chỉ có 40.000 cho một chậu thôi. Đang có màu sắc đỏ này, tươi rực rỡ, màu hoa cam cô chú anh chị này. Và những cái màu hoa phớt tím hồng rất là xinh đẹp như vậy, có 40.000 cho một chậu thôi ạ. À. Và sang bên này đây sẽ là cái cây địa lan quân tử. Địa lan quân tử thì em nghĩ rằng là đã chắc chắn là nhiều anh chị đã trồng những cây lan quân tử này trong nhà đúng không ạ? Với cây lan trồng trong nhà vừa mang tính phong thủy, tạo không gian xanh ạ và thanh lọc không khí tuyệt vời. Cây rất là to, cô chú anh chị nhìn này. Giá có 70.000 cho một cái chậu địa lan quân tử như vậy thôi ạ. Và ngoài cái tạo không gian xanh thì những cây quân tử này khi mà nó đến mùa hoa nở hoa cũng rất là bền và bông hoa cũng cực xinh đẹp luôn đấy ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn cho em. Những cái cây lan hoàng thảo chuỗi ngọc với sắc hoa thì độ đẹp của hoa thì ba sắc màu trên một bông hoa cực kỳ là sắc nét. Và riêng dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này thì em nghĩ rằng là chắc chắn là rất nhiều anh chị muốn chinh phục và muốn sưu tầm, bởi vì là nó không chỉ là cái dòng hoa, dòng lan cực kỳ đẹp hoa, bền hoa, thơm mà thân còn rất là đẹp nữa đúng không ạ? Đây ạ, cô chú anh chị nhìn ạ. Đó, thân thắt đốt sáng bóng tuyệt vời như thế này. Một cái dòng lan mà không hề có ít sự đặc biệt ở đây. Cây thì hiện tại đang có những cái cây bắt đầu là nhú nụ rồi này. Đẹp chưa cô chú anh chị? Thân nào thân đấy thắt đốt sáng bóng luôn như vậy. Và một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như thế này này rơi vào ít nhất là 7-8 cái thân hoa trở lên nhé chú anh chị nhé. Mỗi một giả hành một đốt như thế này sẽ cho mình một cái vài bông hoa rất là đẹp luôn đấy ạ. Một cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy em đang để giá có 160.000 thôi. Hàng cực đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Và bên này đây ạ là những cái chậu hoàng thảo kèn này. Hàng đã trồng thuần sẵn trong chậu như thế này rồi. Thân nào thân đấy căng mướt luôn. Và riêng những cây kèn mà đã trồng sẵn là hàng thuần như thế này thì khi mà nó nở hoa, cô chú anh chị sẽ thấy cái sự khác biệt hoàn toàn luôn so với cái hàng kèn mà cô chú anh chị mua hàng bóc. Hàng bóc về thì nó yếu sức đi rồi, nên là khi mà mình chơi hoa ấy, cái độ đẹp của hoa nó không không còn được như ý nữa cô chú anh chị ạ. Chắc chắn là nó sẽ giảm đi cái vẻ đẹp rồi. Nó không có đủ độ căng như là những cái bông hoa kèn mà đã thuần sẵn trong chậu. Đây là những cái cây kèn đã thuần sẵn trong chậu. Như vậy về cô chú anh chị mình có thể để nguyên trong chậu như thế này. Nếu như chưa có thời gian bóc ra, còn nếu mà cô chú anh chị có thời gian bóc ra thì em nghĩ rằng cô chú anh chị nên thay cái chậu, cô chú anh chị bóc cái túi nhựa này ra sang một cái chậu mới để mình có vừa có một cái chậu lan chậu đẹp kết hợp với những bông hoa đẹp thì mình sẽ có một cái chậu hoa hoàn hảo hơn, em nghĩ là như vậy. Còn nếu mà không, cô chú anh chị để nguyên như vậy cũng không sao đâu ạ. Và một chậu rơi vào ít nhất từ 4 thân hoa trở lên nhé, căng mướt và đẹp như thế này này cô chú anh chị này.
Đó, những cái cây kè này thì chắc chắn mỗi một thân sẽ là một một suối hoa tím lịm tuyệt vời luôn. Giá đây chỉ có 90.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Đó, 90.000 thôi nhá, để cô chú anh chị có một cái giò lan kèn đẹp ưng ý luôn, một giò kèn thuần đẹp ưng ý để thưởng thức hoa luôn đấy ạ. Bên này đây ạ, là những cái giò đen rô xuân mà sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình ạ. Khỏi phải bàn luôn, cái độ bền của đen rô xuân là hoa phải tầm trên 2 tháng nhé cô chú anh chị nhá. Mỗi một thân hoa thì to hơn cả cái ngón tay cái của em này. Và một cái chậu đen rô xuân như vậy rơi từ ít nhất là 4 thân hoa trở lên nhé cô chú anh chị nhá. Rơi ít nhất là 4 thân hoa trở lên. Hàng thì đang nụ và đang mầm gốc, sum xuê và xinh đẹp như thế này. Rơi thì ít nhất là 4 thân. Và giá ở đây em đang để giá là có 160.000 cho một chậu thôi ạ. 160.000 cho một cái chậu đen đô xuân này thôi cô chú anh chị này. Đang nhú nụ rất là đẹp, chậu sẽ rơi vào khoảng tầm ít nhất là 4 thân hoa trở lên. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái độ hoa của đen đô xuân vừa đẹp vừa thơm nhé. Thơm nhẹ nhàng, độ bền hơn 2 tháng và sắc hoa nào thì cũng rất là tuyệt vời như vậy. Cái dòng đen đô xuân thì em nghĩ rằng là cô chú anh chị không lạ gì rồi. Hoa rất là đẹp. Để chậu hai thân thôi khi mà nó nở hoa cũng đã tuyệt vời như này rồi. Vài bông nở thôi cũng đã rất là xinh đẹp nhé. Cái dòng đen đô xuân này, mặt bông nào cũng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Có 160.000 trong một cái giò lan đen đô xuân như vậy thôi. Và bên này đây thì em đang có một cái chậu mà nó có nhiều thân hơn này cô chú anh chị. Chậu này rơi vào đâu ạ? 8 9 thân gì đó nhé cô chú anh chị nhá. Thân nào thân đấy căng mướt luôn, rất là đẹp. Nhưng mà chậu này thì lại chưa có nhú nụ. Đó, em còn duy nhất một cái chậu này chưa nhú nụ và rất nhiều thân thì em cũng để giá 160.000, thì cô chú anh chị muốn lấy chậu nào cứ báo em. Sang bên này đây thì em đang có những cái chậu giả hạc Pháp này. Dòng giả hạc Pháp thì với bản thân em và rất là nhiều anh chị trước đây thì việc lựa chọn cái chậu giả hạc Pháp để mà thưởng thức hoa Tết thì chắc chắn là rất là nhiều anh chị muốn sưu tầm những cây giả hạc Pháp này rồi đúng không ạ? Không chỉ đẹp hoa mà với những cái thân thuôn mềm mại rất là đẹp như vậy. Thì một cái chậu giả hạc Pháp như vậy này rơi khoảng tầm 6, 7, 8, 9, 10 thân gì đó trong một giò, trên dưới chục thân trong một giò, tùy thân ngắn dài. Thì em đang để giá có 130.000 cho một chậu thôi. Đấy, mặt bông giả hạc Pháp này. Còn bên này đây sẽ là giả hạc Chấp Mỹ, cô chú anh chị. Giả hạc Chấp Mỹ ạ, thân nào thân đấy căng mướt luôn. Cũng là cái dòng hoa sẽ nở vào thời điểm Tết. Đó, cái dòng giả chớp à đâu không phải chớp Mỹ, đây là giả hạ oai chứ. Cũng là một cái dòng hoa nổi tiếng với thơm hương thơm tuyệt vời đúng không ạ? Em đang bán một chậu hạ oai đẹp như thế này, giá cũng chỉ có 130.000 thôi. Và bên này đây ạ là những cái chậu hạc vĩ thiên cung lự bố. Em còn duy nhất hai chậu thiên cung lự bố thôi nhá cô chú anh chị nhá. Hoa của thiên cung lự bố đây, cô chú anh chị cùng em ngắm và thẩm này. À, năm trước thì em có giò thiên cung nữ bố treo góc tường, góc vườn bởi vì là nó có ít thân ạ. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy ạ, hoa chuẩn đẹp như vậy nhá. Và giá ở đây đang chỉ có 100.000 cho một giò thôi. Giò cũng đâu đây 7, 8, 9, 10 thân cho một giò. Và giả hạc Chấp Mỹ này, cái hàng này thì không phải bàn luôn. Bảo hành cho cô chú anh chị là chuẩn hoa Tết mà cô chú anh chị không cần phải kích, không cần phải làm gì luôn ạ. Mặt bông giả hạc Chấp Mỹ, với nhiều anh chị thì sưu tầm Chấp Mỹ không phải chỉ cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó đâu ạ, cánh hoa tím chấp tuyệt vời, mà còn là vì bởi bông những bông chấp Mỹ này anh chị nói rằng là nó cực kỳ là thơm ấy ạ. Nên là rất là nhiều anh chị chơi hoa thì lựa chọn chấp Mỹ để thưởng thức hoa Tết, đó là một cái lựa chọn có thể nói rằng là rất nhiều anh chị đưa ra cái lựa chọn như vậy. Những cái cây chấp Mỹ hôm nay thì đảm bảo cô chú anh chị là về không cần kích hoa mà vẫn cho hoa Tết, cô chú anh chị nhìn thấy chưa ạ? Sưng nụ rất là lớn này. Cây đã bắt đầu là sưng nụ như thế này nhá cô chú anh chị nhá. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy này, thân nào thân đấy căng mập nù ú luôn như vậy. Sai bông từ gốc đến ngọn luôn nhá, cô chú anh chị nhìn cái mắt nụ sưng. Đó, sai bông từ gốc đến ngọn luôn như thế này, thân rất là căng mập. Thì chắc chắn là mỗi một thân hoa như vậy sẽ là một cái giò hoa tuyệt vời. Một chậu chấp Mỹ rơi từ ít nhất là 4 cho đến 5, 6 thân hoa trong một giò nhá. Nếu mà chậu nào mà nhiều thân ý, thì nó sẽ ngắn hơn. Nhưng mà cũng phải rơi từ, mỗi một thân cũng phải dài ít nhất là từ 50 cm trở lên ạ. Cho đến cả những cái thân dài có thể hơn cả 1 mét nhé cô chú anh chị nhá. Thì giá ở đây em đang để có 160.000 cho một giò thôi. Đó, thân căng mập nú luôn, một cái giò chấp Mỹ như thế này mà nó khi mà Tết đến nở hoa chắc chắn là siêu, là những siêu phẩm luôn. Cô chú anh chị có thể lấy giúp em hai giò chỉ rơi bao nhiêu ạ? 300 hơn thôi. Cô chú anh chị một cái tác phẩm tuyệt vời luôn nhé cô chú anh chị nhé. Với khoảng tầm cả chục thân hoa chấp Mỹ làm một chậu thì cô chú anh chị tưởng tượng rằng nó đẹp cỡ nào. Mỗi một thân dài 7-80 cho đến 6-70 cho đến cả 1 mét thì cô chú anh chị tưởng tượng nó đẹp cỡ nào ạ. Còn sang bên này đây ạ, thì em đang có một cái những cái chậu đèn đũa mắt đen.
Nụ chi chít luôn cô chú anh chị ạ. Thân căng và nụ rất nhiều luôn đây cô chú anh chị này. Tuyệt vời luôn ạ. Chậu rơi vào 7-8 thân hoa trở lên nhé cô chú anh chị nhé. Rất là đẹp như vậy. Em đang đẩy giá có hai chậu duy nhất thôi. Chậu này chậu số 1 này 180.000, chậu số 2 em để giá 150.000 luôn. Và bên này đây là những chậu lan cửu bảo tiên. Một cái dòng lan mà có lẽ là anh chị chơi lan lâu năm đều muốn sưu tầm, muốn có. Mà anh chị nào đã từng ngắm hoa thì chắc chắn là không thể từ chối những cái cây cửu bảo tiên này đâu ạ. Giá lẻ rẻ hơn giá xỉ nhá cô chú anh chị, có 80.000 cho một cái chậu cửu bảo tiên này thôi ạ. Chắc chắn là cô chú anh chị sẽ vô cùng hài lòng khi mà cô chú anh chị sở hữu những chậu cửu bảo tiên này. Bông hoa to như cái chén mắt trâu, cái lô hàng này thì năm ngoái đã cho nụ cho hoa rồi. Chắc chắn là cô chú anh chị sẽ thực sự cảm thấy rất là tuyệt vời với một chậu lan 80.000 như vậy, chậu cửu bảo tiên ạ. Cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá trên thị trường ạ. Không nơi đâu người ta bán 80.000 đâu cô chú anh chị nhé. Thậm chí giá nhập xỉ nhiều khi còn hơn 80.000 rồi. Đây là cái lô hàng đầu tiên em bán 80.000 từ trước đến nay. Giá của một chậu cửu bảo tiên như vậy chắc chắn phải tầm 101 cho đến 103 cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị lấy giúp em hai chậu đi ạ. Hai chậu là mình bỏ ra 160.000 thôi, là có giò cửu bảo tiên hai thân rất là đẹp luôn, để mà sưu tầm luôn đấy ạ. Còn bên này đây sẽ là những cái cây tiên ông nhé cô chú anh chị. Cây tiên ông đủ sắc màu và hàng đã trồng sẵn trong chậu như vậy này cô chú anh chị này. Rất là đảm bảo cây luôn. Cây tiên ông này về cô chú anh chị có thể trồng đất hoặc là trồng thủy canh. 1-2 tháng có thể cho mình những cái bông hoa rất là đẹp như thế này. Và giá của một cây tiên ông hôm nay em để chỉ để giá có 25.000 thôi ạ. Cô đi chú anh chị lấy khoảng 3 củ cô chú anh chị nếu trồng đất đi ạ. Làm có một chậu 3 màu sắc lên rất là đẹp luôn. Hoặc cô chú anh chị trồng thủy canh như thế này, khi mà đẹp, khi mà nó nở hoa ấy, thì nó sẽ có một cái sự kết hợp tuyệt vời giữa cái bộ rễ và những cái bông hoa. Đặc biệt hoa rất là thơm. Người ta còn quan niệm rằng cái cây này có thể mang đến tài lộc và vận may đấy cô chú anh chị, trong một năm mới đấy ạ. Những chậu kiều lộc bắc này cô chú anh chị này. Kiều lộc bắc bình thường em đang đẩy giá 180.000, thì hôm nay hiện tại em còn có duy nhất hai chậu thôi. Đẹp, rất là đẹp luôn. Để giá luôn cho cô chú anh chị 150.000, em còn duy nhất hai chậu thôi. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiều tím thái ạ. Chắc chắn những bông kiều tím thái này sẽ làm cô chú anh chị mình không hề thất vọng khi mà mua những chậu kiều tím thái này. Bởi vì nhiều anh chị khi mà mua kiều tím ấy, nhưng mà về nó lại nở không được đẹp như ý, mà nó lại chỉ có hơi tím tím hoặc là thậm chí là có thể trắng cô chú anh chị này. Thì cô chú anh chị muốn có những cái bông kiều tím đẹp như ý thì đây là một lựa chọn. Chắc chắn rằng nó sẽ cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp tuyệt vời như này. Đây là dòng kiều tím thái. Đó. Và một cái chậu kiều tím thái rơi vào 7-8 thân trở lên như vậy, chắc chắn sang xuân tới cho cô chú anh chị một cái giò lan kiều tím xinh đẹp rồi. Thì em đang để giá có 170.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. 170.000 cho một cái chậu kiều tím này thôi. Cây phát triển cực mạnh, dễ sống, dễ chăm, mà lại sai hoa và với những cái bông hoa to đẹp như thế này, dòng kiều tím thái ạ. Và bên này đây là trầm rồng đỏ này. Trầm rồng đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Không khác gì trầm rừng luôn. Đây là những bông trầm rừng đấy ạ. Nhìn thôi là cũng tưởng tượng ra cái mùi hương thơm của nó rồi. Dòng trầm rồng đỏ cũng vậy cô chú anh chị ạ. Sắc hoa trầm rồng đỏ đây không khác gì trầm rừng, thậm chí nó đậm hơn. Đó, bông hoa thì rất là to. Nên là nhiều anh chị, chắc chắn là nhiều anh chị những năm trước đây đã từng mua thân trầm rồng đỏ với vài 300.000 đúng không ạ? Hiện tại thì em đang có những chậu trầm rồng đỏ như này này. Rẻ. Hình 34 ạ. 4 thân luôn cô chú anh chị nhé. Có 110.000 thôi. Thôi ạ, thân căng nủ luôn. Chậu số 33 đây ạ. Cũng là chậu 4 thân với giá chỉ 110.000 thôi. Đó, chắc chắn rằng làm cô chú anh chị hài lòng khi mà nó nở hoa. Không hề tiếc nuối khi mà cô chú anh chị bỏ ra 110.000 để sở hữu một cái chậu hoa, một cây giống đẹp, dễ thuần, dễ chăm mà hoa tuyệt vời nhé cô chú anh chị nhé. Sang tiếp theo ạ, một cái chậu 4 thân nú là hình số 32 ạ. Cũng 110.000 luôn này. Và chậu số 31 cũng 110.000 luôn nhé cô chú anh chị nhé. Đẹp chưa? 4 thân đẹp mê luôn như thế này có 110.000 thôi ạ. Và sang bên này ạ, là một cái chậu số 30, chậu này 3 thân mà trong đó thì có 2 thân có thể dài đến cả mét rồi nhá cô chú anh chị nhá. Dài cao đến cả mét rồi, thân căng muốt luôn, thân một thêm một thân thấp hơn ở đây. Cũng đang để giá có 110.000 thôi ạ. Bên này là một cái chậu xả hàng này. Đó, hơi thân hơi cong một chút xíu ở đây có 50.000 thôi cô chú anh chị. Và bên này đây ạ, là những cái chậu lan cát lai A, dòng lan mà người ta coi là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Cái mặt bông đầu tiên nhá cô chú anh chị nhá, là cát đỏ cam và môi son đây này. Hiện tại em đang có bông nó nở hoa này, hàng chuẩn hoa luôn nhé cô chú anh chị nhé. Mặt bông tiếp theo là cái hoa màu trắng này,
họng vàng ạ. Tiếp theo sẽ là cái màu hoa xanh và lưỡi đỏ. Xanh lưỡi đỏ nhé cô chú anh chị nhé. Và vàng cam môi đỏ đấy ạ, rất là đẹp luôn. Đấy, các cái mặt bông này rất là tuyệt vời như thế này. Thì hiện tại em đang để giá một cái chậu cát khỏe và đẹp như thế này, rất là đẹp luôn, với giá chỉ có 80.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 80.000 thôi ạ. Hàng này thì về cô chú anh chị, hàng này thì cho mình hoa quanh năm luôn, cô chú anh chị khỏi phải lăn tăn luôn nhé. 80.000 cho một cái chậu cát mà hàng chuẩn mặt bông cây giống như vậy. À, cái chậu này là hoa màu tím này cô chú anh chị này, rất là sung xuê luôn. 80.000 cho một giò thôi. Một cái chậu lan chớp tím đỏ nhá, bảo hành mặt bông cây giống. Một cái cây lan cực kỳ là giá trị mà anh chị nào chơi lan đen đô chắc chắn đều muốn sở hữu. Chậu này thì đang có đứng đọt và đang có nụ hoa bói trên đây. Và chậu này em đang để giá 330.000. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo cực kỳ là đẹp này cô chú anh chị này. Cái lô cáo cực kỳ cây to và rất là đẹp luôn. Cái chậu này em đang gọi là chậu 24 này, 170.000. Hàng thuần rất là lâu rồi nhé cô chú anh chị nhé, ngắm thân lá không mê ạ. Chậu số 25, 170.000 ba cây ạ. Chậu số 26 ạ, 170.000 này cô chú anh chị này, 170.000 ba cây. Và chậu số 27 cũng là 170.000 ba cây, cô chú anh chị nhìn cho em, ngắm cho em ạ, quá tuyệt vời luôn. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 28, cũng 170.000 cho chậu ba cây này. Chậu 29 này cô chú anh chị này, 170.000, quá đẹp xuất sắc luôn. Bên này là chậu cẩm báo nhé, hàng đẹp thơm ngay từ thân lá đấy ạ. Cái bộ rễ này 100.000 cho chậu cẩm báo này, gọi là chậu 23. Chậu 22 cũng 100.000 ạ. Và chậu số 21 cũng 100.000 ạ. À, bên này đây ạ là món lạp sườn. Năm nào mùa đông đến và Tết đến xuân về thì bên nhà em cũng làm món lạp sườn này để mà để dự trữ trong nhà, cũng như là một cái món ăn mà trẻ con nhà em rất là thích. Đây là lạp sườn mà tự tay em chọn nguyên liệu thịt và tự làm nhé cô chú anh chị nhé. Phơi và hun bằng cái bã của cây mía cực kỳ là thơm ngon và sạch về cái nguyên liệu từ những cái con lợn bản rất là ngon này. Thì một cái túi lạp sườn như vậy em đang đóng gói là nửa kg và em đang để giá là 130.000 cho một túi nửa kg như vậy nhá. Còn cô chú anh chị lấy hai túi tức là 1 kg này thì giá sẽ là 250.000 cho 1 kg ạ. Và bên này đây sẽ là chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng. Em đang để với giá là 170.000 cho một túi nửa kg. Cái dòng chè mà trồng ở vùng núi Phia Đén với độ cao trên 1.000 m² so với mực nước biển và quanh năm sương mù bao phủ, có vị thơm ngon và cái độ ngọt tuyệt vời riêng của nó đây. Và bên này sẽ là chè dây của Cao Bằng mà cũng tự tay em sao nhé. Một túi chè dây như vậy nửa kg em đang để giá 50.000 ạ. Các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này, vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn, đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng thì 50.000 cho kg. Duy xanh 50.000 ạ. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. Dưỡng chất AB 85 dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. Và Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ. Atonic 12.000 cho một gói. Và B1 Thái với giá là 40.000 cho một lọ này. Liền da Mỹ Tiến 40.000 và liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu da rễ N3M giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000. Ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Kim Kim Bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Và Chicho Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh làm từ dịch chuối, phân trâu, đỗ tương, đã ủ men vi sinh ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng, sản phẩm 35.000 cho một túi. Một cái sản phẩm phải nói cực hoàn hảo luôn ạ. Bởi ngoài phân trâu còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa nên cung cấp giá trị dinh dưỡng tối ưu nhé, hạn chế nấm bệnh tuyệt vời. Còn bên này thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em đang để giá 40.000. Cô chú anh chị biết rằng là từ những cánh hoa hồi từ rất là lâu nay rồi người ta cho vào món ăn đúng không ạ? Tạo hương vị, tạo độ ngọt và đặc biệt là rất là tốt đối với sức khỏe. Nên là chắc chắn những giọt tinh dầu hồi này sẽ đem đến cho cô chú anh chị những cái tác dụng rất là tuyệt vời, và đặc biệt là cái mùi hương của nó chắc chắn sẽ làm cô chú anh chị cảm thấy thư giãn, là hàm thư giãn tuyệt vời luôn ạ. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mình tất cả những cái dòng hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Xin phép em được dừng clip ở đây.